Xin chào mọi người và nhất là các anh trai chị gái tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Đây là video clip em chia sẻ với các anh các chị về vận hạn 6 tháng cuối năm, năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các anh các chị. Một trong những cái tuổi mà có nhiều cái thăng trầm ở trong cuộc sống, đặc biệt là nữ mạng với chữ Nhâm còn gặp Dần nữa. Thường thì mệnh số khá lớn, khó định duyên, hoặc là rất là nhập tâm ở trong cái công việc gia đạo tình cảm, thường là phải người đứng đầu chịu trận. Đây là một trong những cái tuổi mà em nghĩ rằng là nam thì sướng hơn là nữ rất nhiều, đúng không? Các chị nữ ở trong tuổi này sẽ cảm nhận được điều đó. Để mà có được cái nhận định 6 tháng cuối năm dựa trên kiến thức như thế nào thì mình phải tổng hợp được cái tử vi của cả năm. Vì em nhớ rằng là Nhâm Dần 6 tháng đầu năm cộng như tử vi cả năm thì em chưa có làm, cho nên là bây giờ mình sẽ nói sơ lại cái 6 tháng đầu năm, cái vận hạn của cả năm, sau đó vận vào 6 tháng cuối năm. Đầu tiên hết thì phải nói rằng là các anh các chị là mệnh kim thì năm nay là năm thổ, như vậy là sẽ được tương sinh tốt, tất cả cho mọi việc đều thuận lợi cho cái việc về bổ mạng và sức khỏe. Khi thổ sinh kim, năm sinh tương sinh cho cái bổ mạng của mình, như vậy thì không quá khó khăn, đúng không, về bổ mạng và sức khỏe. Nam mạng thì tốt đẹp hơn với cái sao Thái Dương. Người ta nói đây là một phúc tinh cực mạnh, đem đến may mắn và danh lộc tốt, cho nên các anh Nhâm Dần có một cái năm tổng năm, chứ còn 6 tháng đầu năm thì thiên vận xấu quá thì em không dám nói là các anh có được nhiều thuận lợi trong công việc được, nhưng mà rõ ràng là tổng năm thì các anh là những người có cái thành công ở trong công việc về gia đạo khi có sao Thái Dương chiếu mạng như thế này, thậm chí là có cái sự may mắn ở trong công việc. Nữ mạng thì dưỡng sao Thổ Tú, đây là một cái phá tinh đem lại rối rắm nạn tai. Tuy nhiên là các chị là người mệnh kim, cho nên là cái sao Thổ Tú này nó bị sinh xuất ra mệnh kim, cho nên nó cũng không quá có nặng nề đối với cái việc mà khó khăn trong cái công việc gia đạo của các chị, cũng không rối rắm. Có đi nữa thì các chị cũng là người gọi là gì, chinh nam phạt bắc mà dẹp được. Người Nhâm Dần nữ mạng thì nếu mà nói khổ thì cũng có thể gọi là khổ hơn nam, nhưng là người có cái chí khí rất là mạnh mẽ, ngang ngạnh, và nói thật sự chứ không khác gì các anh nam, thậm chí là muốn chứng tỏ mình giỏi hơn người nam nữa kìa, người Nhâm Dần nữ mạng. Vốn dĩ nhiều khi họ nói là các chị không cần chứng minh thì các chị vốn dĩ cũng đã giỏi hơn rồi ha. Rồi hạn thì nam mạng thì hạn thiên la, chủ về cái tinh thần bất an lo lắng ở nhiều điều. Còn nữ mạng thì là hạn diêm vương, cẩn thận bệnh đường máu huyết. Rồi vận niên thì là một vận niên khá là bình an, tốt đẹp, không có vấn đề gì nhiều. Thiên can nhâm canh thì bình hòa, nạp âm của canh là kim, nạp âm của nhâm là thủy, cho nên gọi có thể nói là tương sinh về nạp âm ngũ hành, có lợi, có tài lộc. Như vậy thì là nam mạng sẽ ngon lành ha, có sao Thái Dương nạp âm ngũ hành của thiên can lại tương sinh thì tốt đẹp. Địa chi Dần Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, như vậy gia đạo tình cảm cũng không có cái gì là quá khó khăn. Như vậy nhìn chung thì người Nhâm Dần ở trong năm Canh Tý có một cái tử vi khá là tốt, không quá nặng nề. Chỉ có nữ mạng với sao chủ là Thổ Tú hơi phải chú ý một tí xíu thôi, chứ còn lại thì mọi thứ đối với người Nhâm Dần là làm tốt. Chính vì điều này cho nên là em cũng không có tập trung làm cho những cái tuổi tốt ở trong cái năm này, trong đó các cái tuổi Nhâm Dần ha. Rồi bây giờ vận vào 6 tháng cuối năm thì mình sẽ tổng hợp và chia sẻ với các anh các chị như thế này. Đầu tiên thì tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn của người Phật giáo, chính là tháng Giáp Thân, là một tháng thủy. Như vậy xét về trụ mệnh là với mệnh kim của các anh các chị sẽ sinh thủy, bổn mệnh bị sinh xuất, cẩn thận bổn mạng sức khỏe suy hao,
đề phòng tai nạn bệnh nặng nhẹ đối với nữ mạng. Thiên can giáp nhâm thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của giáp là mộc, nạp âm của nhâm là thủy, cho nên nạp âm ngũ hành là bị sinh xuất. Coi chừng tháng này suy hao tài lộc, có thể là các anh các chị tự nguyện bỏ ra, hoặc là các anh các chị đã suy tính cái việc đầu tư. Nhưng hoặc là nó nhỏ thôi chứ không có lớn. Địa chi thì không tốt đẹp cho lắm, với dần thân là thuộc nhóm lục xung, dấu hiệu của nhiều rắc rối, không chỉ cho gia đạo đâu, mà đôi khi còn cho những cái mối quan hệ mà mình sử dụng trong công việc. Có cái sự hiểu lầm, có cái sự không tốt đẹp gây gỗ đồng nghiệp. Đối với các cái chị nữ khi mà có sao thổ tụ đem lại rối rắm và cho mình ở trong công việc, nhớ cẩn thận trong cái tháng 7, tháng cô hồn này thì cẩn thận các mối quan hệ nhiều hơn là công việc tài lộc. Bổn mạng thì sinh xuất là nhẹ nhàng lắm, không có vấn đề gì nhiều đâu ha. Các anh các chị đừng quá lo lắng. Rồi tiếp tục là tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của người, tháng trung thu của năm Canh Tý. Với tháng trung thu là tháng Ất Dậu, mà Ất Dậu thì chắc chắn là một tháng thủy. Như vậy thì xét về trụ mệnh, tiếp tục là một tháng sinh xuất về bổn mạng. Khi mà kim sinh thủy, bổn mạng và sức khỏe bị suy hao, cẩn trọng một chút xíu vẫn là tốt hơn. Thiên can Ất Nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, khá giống với tháng 7 khi giáp Ất đều là hành mộc, nhâm là thủy. Như vậy là thiên can, nạp âm ngũ hành của thiên can tiếp tục là bị sinh xuất khi thủy sinh mộc, cho nên là khá giống với tháng 7, cẩn thận suy hao tài lộc nhỏ, hoặc là cái có trong sự tính toán của các anh các chị ha. Rồi địa chi khi mà dần dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Như vậy ok, gia đạo tình cảm sẽ tốt đẹp hơn nhiều trong cái tháng 7 âm lịch, rất rất là nhiều. Điều này là không thể chối cãi được ha. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất thì là một tháng thổ. Như vậy là xét về trụ mệnh, tháng thổ của năm thổ, mình mệnh kim là được tương sinh, bổn mạng được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng không vấn đề. Khi mà bổn mạng được tương sinh như này, phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lại, phát huy tác dụng tốt nhất. Ví dụ giống như các anh nam có Thái Dương thì cái sao Thái Dương sẽ được phát huy mạnh mẽ nhất, ổn nhất. Còn tháng này rất là dễ có tài lộc. Vì sao? Cái phúc tinh nó được phát huy, hy vọng là nó sẽ đẩy lùi những cái khó khăn tạo ra ở trong cái tháng này. Đặc biệt là khi mà cái thiên can chữ nhâm của nhâm dần khắc chữ bính. Nhâm người ta còn hay gọi, miền Bắc hay gọi là nhâm phá bính. Thiên can khắc thác, công việc nhiều rối rắm, cẩn thận suy hao tài lộc. Dù sao đi nữa, chữ nhâm khắc chữ bính chứ không phải chữ bính khắc chữ nhâm, cho nên là cái việc có rắc rối, có khó khăn, nhưng mà tổng kết lại thì các chị cũng có đường hướng mà xét nét mà giải quyết công việc. Tháng này nặng cho các chị nhiều hơn là các anh ở phần công việc và cái tài lộc. Địa chi thì khá là tốt đẹp, với dần gặp Tuất thuộc cái nhóm tương hợp dần ngọ Tuất. Gia đạo tình cảm nhiều an vui, công việc mà nếu mà rơi vào bế tắc ở như ở trên thì dễ có quý nhân giúp đỡ mà vượt qua được một cách dễ dàng. Đây là cái điều tích cực. Rồi tháng 10 âm lịch, tiếp đến là tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi, tiếp tục là một tháng thổ. Xét về trụ mạng thì tháng 9 với tháng 10 khá giống nhau vì thổ sinh kim, bổn mạng tương sinh, sức khỏe và bổn mạng tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi sáng hơn, ngon lành. Thiên can thì quá tốt đẹp. Khi vì sao? Vì chữ đinh của Đinh Hợi hợp chữ nhâm. Thiên can thuộc ngũ hợp, công việc rất là hanh thông, tài lộc dễ phát sinh, đặc biệt với nam mạng khi có Thái Dương. Cái điều này mới là tích cực. Nhiều người không hiểu, nghĩ rằng dần với hợi là nằm trong bộ tứ hành xung, dần thân tỵ hợi. Nhưng cái bộ tứ hành xung này rất hay, dần với hợi là cái nhóm địa chi lục hợp. Nó nằm trong bộ tứ hành xung nhưng mà nó vẫn là một nhóm địa chi lục hợp.
khi mà địa chi lục hợp này rất là tốt đẹp cho cả cái công việc nha, rồi gia đạo, tình cảm, các mối quan hệ, cho nên là ngon lành. Rõ ràng với cái tháng 10 âm lịch là quá tốt đối với người Nhâm Dần khi có thiên can ngũ hợp, địa chi lục hợp, trụ mệnh thì được tương sinh. Đây là có thể nói là tháng tốt nhất của năm Canh Tý năm 2020 đối với người Nhâm Dần của các anh các chị. Nhớ, nếu là em thì cái việc lớn gì đó, bán nhà hay là thanh lý gì đó thì em sẽ tập trung vào tháng 10 này, sẽ rất là thuận lợi cho mình. Rồi tiếp đến là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 11 chắc chắn là tháng Tý. Tháng 11 năm nay là tháng Mậu Tý. Tháng Mậu Tý thì thuộc hỏa. Như vậy thì xét về trụ mệnh là không tốt đẹp cho người mệnh kim. Khi hỏa khắc kim, bổn mạng không tốt. Cẩn thận sức khỏe, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Đặc biệt với nam mạng, nữ mạng thì đề phòng bệnh nạn ở cái khúc dưới trở xuống. Các chị nhớ ha, bệnh đường máu huyết thì hay những xảy ra những cái việc bệnh khúc dưới trở xuống ha, dưới bụng. Thiên can thì chữ Mậu của Mậu Tý sẽ khắc chữ Nhâm. Tháng khắc thiên can, công việc cẩn thận nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc. Cẩn thận vướng pháp luật đối với các chị nữ, có cái sao mà thổ tú đem lại rối rắm nàng ta. Địa chi thì Dần Tý tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc nha. Ok, gia đạo tình cảm không phải là vấn đề lớn đối với cái tháng này. Tháng này khi bổn mạng không tốt, công việc không ok thì các chị, thậm chí là các anh cũng nên cẩn thận một tí xíu. Các chị thì có sao không tốt thì nó đã sẽ nặng hơn là các anh nhiều ha. Rồi tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, tháng Chạp, tức là tháng Kỷ Sửu. Tháng Kỷ Sửu tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mạng y chang tháng 11 khi hỏa khắc kim. Tháng khắc bản mệnh, bổn mạng không tốt, cẩn thận những cái tai nạn phạm thân, đặc biệt với nữ mạng. Ở trong tháng này, tháng đầu là nam nhưng mà tháng này là nữ nha. Rồi thiên can kỷ nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy thì tháng này đã đạt đến tháng 11 khi cái thiên can nó không còn bị tương khắc tháng nữa, tháng khắc nữa. Như vậy thì công việc sẽ đỡ đần hơn, tốt đẹp hơn, có nhiều thuận lợi hơn ha. Địa chi Dần Sửu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc nhau. Như vậy thì gia đạo tình cảm của tháng 12 cũng giống tháng 11, không có vấn đề gì, đa phần là tốt đẹp. Như vậy thì em đã tổng hợp xong cái kiến thức cũng như là cái cách vận hành về tử vi trong 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với người tuổi Nhâm Dần. Bên cạnh những cái tháng tích cực tuyệt vời như tháng 10 âm lịch của năm nay thì chúng ta cũng có vài tháng có cái sự khó khăn. Là các anh các chị thì nhớ cẩn thận, đặc biệt là tháng 11 của âm lịch năm nay, với bổn mạng bị tương khắc và thiên can bị tháng khắc, nên cẩn thận nhiều hơn. Hy vọng rằng những cái kiến thức, những cái em vừa chia sẻ sẽ là một cái hành trang nhỏ giúp các anh các chị có cái nhận định tốt để mà đưa ra những cái quyết định sáng suốt trong một cái năm có thiên vận xấu, nhưng mà các anh các chị thì khá là tốt đẹp. Hy vọng rằng các anh các chị biết lợi dụng những cái kiến thức này để mà có một năm cực kỳ thành công ở trong công việc, tình cảm, gia đạo và mọi thứ. Các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Nhâm Dần khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là con cháu mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh các chị cũng như mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.